Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì ngày hôm nay tôi đang thi công một công trình có công suất là 5,8 kW tại số nhà là 55-4 đường số 16, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dàn pin này có công suất là 5,8 kWh, được cấu tạo bởi 14 tấm Canadian, mỗi tấm có công suất là 415W. Đấy là tấm poly các bạn nhé, đây là quận 2 thành phố Hồ Chí Minh nên là nắng rất là tốt. Đấy, hệ thống trung gian đã được lắp đặt thành công và hãy theo dõi cái video của tôi để mà xem mà chúng tôi thi công và vận chuyển những cái vật tư lên trên nóc nhà này như thế nào. Các bạn nếu mà sau này tự thi công thì có thể rút ra cái kinh nghiệm cho mình hoặc là đi lắp đặt cho người khác. Đấy, hãy theo dõi video của tôi. Những tấm pin đã được lên sàn rất là đẹp. Đấy, đã... Hôm nay thì tôi đang có mặt tại số nhà này này, nhà 54/5 là đường 66, phường Thảo Điền, quận 2. Đấy, để thi công một cái công trình có công suất là 5,6 kWh. Và bây giờ là như các bạn có thể thấy ở đây là một cái nhà của họ, cái gia đình nhà chủ này. Công trình này là trực tiếp là tôi thi công luôn. Đây là các cái hệ thanh sắt đang được xếp bên dưới này, tí nữa chúng tôi sẽ đưa lên. Gồm có hai loại sắt, một là loại vuông 4 này, cây vuông 4 này. Cây thứ hai là cây 48. Đó, để làm chống đứng và làm thanh ngang. Cái đường vận chuyển ở đây thì gia đình này hơi khó vận chuyển là vì đi cầu thang thì đi được tấm pin thôi. Nhưng tấm pin đã được xếp vào bên trong này. Đấy, đặt vào trong nhà rồi, tí nữa chúng tôi sẽ hai người bên một tấm bên lên. Còn ở đây thì bên này này, chúng tôi sẽ chuyển sắt lên. Đã chuyển sắt lên theo đường này. Các bạn khi thi công các bạn chú ý là về cái địa hình của gia chủ để mà vận chuyển cái vật tư lên cho nó phù hợp. Đấy, tí nữa tôi sẽ lên trên mái để quay cho các bạn xem. Đây nha. Bây giờ thì inverter và những tấm pin này đang xếp vào đây, tí nữa chúng ta sẽ bê lên. Cái này gồm 14 tấm, 10 tấm công suất là 110W. Đi bên ra đường này, đi lên, đi dần dần lên thôi. Những tấm pin của chúng tôi đã được lên đây, bây giờ được 8 tấm này, tổng kia tấm là 9 tấm. Tổng cộng là có 14 tấm Canadian Poly 415W. Thì bên dưới anh em đang cột. Đấy. À nha. Đây là khung dàn của tôi làm, chúng tôi đang thi công này. Sắt đã được kéo lên đây rồi. Tôi làm xong khung dàn tôi sẽ quay cho bạn xem. Cái thanh ngang này là làm thanh vuông 4 này. Đấy, chúng tôi tí nữa tôi lại cho mấy cái cây chống ở đây nữa. Đây, cái này là cây 48. Thì néo nó vào đây, xong rồi tí nữa néo mấy con ốc vào đây nữa. Dàn này ở đây là làm chiều dài nó là 12m, làm 11 tấm. Một tấm đẩy phăng một hàng từ đầu kia lại đầu này luôn. Bên đây từ đây qua đây là khoảng 2m đấy, gần 2m. Tí nữa là một có hai cái thanh vuông 4 là đặt nằm lên đây để mà đỡ tấm pin. Đó. Đây là mới được có một bên, tí nữa hàn bên còn lại thì tôi sẽ quay cho các bạn xem. Những tấm pin của chúng tôi đã được đặt lên đây. Đây giới thiệu với các bạn, đây là mặt trước của tấm pin Canadian Solar 410W. Tấm này thì có 405W này, 410W là 415W loại poly, loại mono thì có 430, 435 và 445, 40, có 3 loại đấy. Nhà máy họ sản xuất thì cái tấm này. Đây như mặt trước các bạn có thể thấy này, mặt trước và mặt sau đều có cái in cái
cái này nó hơi bị đổ bóng tí. Đây là cái thương hiệu Canadian Solar cùng với cái mã vạch của nó. Cái chỗ này nó không có phai mờ được, cái này là bên trong tấm kính. Đó. Tấm là tấm poly 144 cell. Half cell, nửa cell. Tức là cái mặt này 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 cắt chia đôi tấm pin, như có một cái video mà tôi giới thiệu với bạn ạ. Loại này là công nghệ mới là 9 bus bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, 9 đường này. Về cái tấm poly và tấm mono thì các bạn có thể thấy là nhìn cái tấm poly là nhìn nó biết ngay này, nhìn nó xanh xanh này. Tấm mono thì nó lại không có như cái này. Mono thì nó trống, nó hầu như nó đen, đen gần như này. Đen như này. Này là poly. Cho nên nó hơi có một số cái vết loang một tí. Đấy, ở cái mặt kính ấy, nhìn nó biết ngay luôn. Và cái đường cắt của nó. Bây giờ hiện tại thì một số tấm pin công nghệ công suất cao thì người ta lại làm tấm mono. Mono nhưng mà lại kiểu poly mà nó không vát chéo cạnh như này. Mà nó không vát chéo mà nó làm liền giống poly để nâng cái tấm công suất tấm pin này. Cái tấm Canadian poly 415W. 410W. Đây là hệ thống khung dàn này là được chằng lẽ rất là cẩn thận. Đỡ thì vuông bằng vuông 4, sau này gia cố thêm mắc cái thanh chống đứng nữa. Thì bên đây này là cái thanh ngang này đỡ tấm pin. Thì nữa tôi dùng phụ kiện chuyên dụng là cái kẹp u đấy, để bắt tấm pin này vuông 4. Các bạn ơi, đây là mới được một bên thôi. Đây đây, thợ hàn này đấy, làm việc rất là nhiệt tình, tận tâm và anh em. Sắt đang rất nhiều. Bây giờ thì hệ thống khung dàn của chúng tôi sắp được hoàn thành, chỉ còn những cái thanh chống cuối cùng và những cái thanh giằng néo cuối cùng sẽ được hoàn thành. Dây điện thì tôi đã kéo xuống phía dưới. Đấy. Bây giờ thì sau này chúng ta sẽ xịt những cái này, xịt những cái mối hàn này đi cho nó sạch và nó sẽ tránh cái hiện tượng bị oxy hóa sau này, hạn chế đi. Đó. Đấy, thì tí nữa thì tôi lên phim tôi sẽ chia sẻ cho bạn nhé. Cái này chúng tôi sử dụng một cái phụ kiện, nó là kẹp u để mà bắt tấm pin. Pin năng lượng mặt trời. Bây giờ đây là những cái thanh chống này. Thanh chống nó vào đây. Chằng chống nó lại khỏi khi mà có gió lốc ấy, thì nó sẽ giật tung cái dàn lên. Vừa chống để mà chịu lực tấm pin, còn vừa chằng, tức là mình sẽ bên dưới những cái chân này, đây những cái chân này nhé. Chúng tôi sẽ còn những cái bát vuông mà chúng tôi sẽ hàn và gắn nó vào mặt đất để tránh cái tình trạng là khi mà gió bão, giông tố xảy ra thì nó giật tung cái dàn lên. Đó là cái dàn pin năng lượng mặt trời của chúng ta hệ thống. Ở đây là sử dụng những cây vuông 4 này để chịu lực thì rất là chắc chắn rồi. Các bạn có thể thấy là các cái thanh ngang và thanh dọc được dàn rất là từng ô một, gần như là mỗi ô này là một đỡ mỗi tấm pin, cho nên là cái độ chịu lực là thoải mái, chịu lực chắc chắn để đỡ những tấm pin. Một tấm pin này thì đây tấm pin này, một tấm pin này thì có khối lượng khoảng 24 kg. Thì chịu lực thoải mái luôn. Đó. Đó là cái hệ thống không gian của chúng tôi. Như các bạn có thể thấy là chúng tôi đã gần hoàn thành hệ thống không gian này. Đấy, từ là bên dưới nhìn lên này, hệ thống khung dàn rất là chắc chắn. Và các cái lưới đan, tức là đây là những cái thanh vuông 4 chống giữa cọc chống đứng bằng cây 48. Đây này là những cái ô này là để đỡ tấm pin đấy. Cần như là mỗi ô một mét vuông là một tấm này, cho nên là cái khả năng chịu lực cực kỳ chắc chắn. Và tôi cũng vừa mới đỡ điện thành công. Đây là cái này tôi đấu xong tủ điện với inverter rồi. Hệ
thống này sử dụng computer Goodwill các bạn. Đấy, tôi đã đấu xong đẹp rồi. Các bạn thấy tôi đi đường dây điện thì tôi cho cái ống vào đây. Đó. Đây này, các bạn có thể thấy này, tôi đang đứng trên cái khung giàn này luôn này. Tôi đứng cái độ chịu lực của nó, xem độ chịu lực của nó xem như thế nào. Đây tất cả đều có những cái thanh chống. Nè, tôi đi trên cái khung này luôn. Và tôi đi mà vẫn không có hề hiện tượng nhúc nhích, thì đó là một sự chắc chắn của hệ thống khung giàn này. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Ai mà bảo hệ thống khung giàn này anh làm không chắc chắn thì các bạn thử qua đây, tôi cho các bạn đu thoải mái luôn, đu nhún thoải mái luôn. Đấy. Đấy. Ừ. Rồi cái mở con sáng ra, rồi nó mở ra. Các bạn thấy là làm chúng tôi làm việc rất là vất vả, nằm dưới sàn để mà bắt những cái kẹp u. Đây là kẹp u vuông rồi, bốn được rồi. Đấy. Đây, cái dàn cái này là cái mà cái tùm, cho nên là làm cái hệ thống khung dàn để đỡ đây mà nó thấp quá nên là phải đây, pin bắt đầu lên đây rồi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Cái này là 11 tấm nhá. Với đây 3 tấm đây này, tổng là 14 tấm. Tấm này tấm poly hấp sau. Nên là nhìn nó giống 2 tấm nhưng mà không phải đâu. Nó là 1 tấm ấy. Đây này, từ đây là đây là 1 tấm. Nhìn như kiểu là 2 tấm nhỉ. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Hệ thống này, khung giàn này làm cực kỳ chắc chắn. Chúng tôi còn gia cố thêm nữa. Đây là bắt tạm để bây giờ tầm 2 giờ chiều. Bắt để tôi tí nữa tôi đấu điện. Nha, tí tôi đấu điện vào để tôi sẽ cho các bạn xem. À, như vậy là hệ thống điện năng lượng mặt trời của tôi hôm nay là thi công tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Hoa lưới thành công mà các bạn thấy đồng hồ đứng ngắt mà không quay thế này. Cái này là bây giờ đang sản sinh được 784W. Lấy inverter Goodwill nhé. Cái này là gia chủ yêu cầu sử dụng inverter Goodwill tủ điện. Đấy. Đây là tủ điện. Này là đường dây điện năng lượng mặt trời đi từ trên kia đi xuống. Rất là gọn gàng. Đấy. Xong sang đây là cái dây tiếp địa này. Tôi nẹp vào đây và nẹp xuống đất này, tôi mở cái đường tiếp địa cho bạn xem. Đường tiếp địa tôi đóng cọc tiếp địa đây ha, cọc tiếp địa đó. Đây là cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta. Inverter Goodwill cũng là một trong những inverter thương hiệu top 5 thế giới và cũng hoạt động rất là ổn định, nhưng mà tôi thích GrowWatt hơn, tại vì GrowWatt nó có màu xanh nhìn rất là thân thiện này. con này màu đỏ. Con này cài wifi phức tạp hơn GrowWatt một xíu nhưng mà cũng được. Cục wifi này gắn liền với inverter nhé, không có rời như GrowWatt. Này cũng có hai string, hai chuỗi đi xuống. Ok, đó là inverter Goodwill và hệ thống điện năng lượng mặt trời 5.6 kW. Những tấm pin của chúng tôi đã được lên trên khung giàn rất là đẹp. Đây là tấm poly, một tấm công suất là 415W này. Giới thiệu với các bạn, đây là tấm poly nhé, 9 bus bar này, công nghệ poly half cell. Đấy, bên kia là cái này là có 144 cell nhé, 144 cái ô này, công nghệ mới nhất thương hiệu Canadian nhé. Bây giờ tôi chỉ lựa chọn thương hiệu Canadian để tư vấn cho khách hàng, tại vì sao cái khi lắp đặt cái tấm này thì tôi cảm thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là về công suất nó cao, thứ hai là cái thương hiệu nó uy tín top 2 thế giới trên số bán hàng, thứ ba là nó xuất xứ tại Trung Quốc nhưng mà công nghệ của Canada thì là tiêu chuẩn châu Âu đấy. Đấy, cho nên là cái độ tin cậy rất là cao, tuổi thọ 25 năm đến 30 năm, bảo hành là 12 năm hãng sản xuất, và cam kết là họ thông báo là cái hiệu suất dàn pin ấy là đạt trên 85% trong vòng 25 năm.
Bạn nào mà cần cái thông báo cái giấy bảo hành, cam kết bảo hành cái thông báo đó của hãng pin thì có thể liên hệ với tôi, trao đổi với tôi qua cái số Zalo tôi đặt ở phía dưới, tôi sẽ gửi cho các bạn cái thông báo đó. Đây, hệ thống này của chúng tôi sử dụng cái kẹp U. Đây, kẹp U các bạn này. U tôi quay các bạn đó, kẹp U nhá. Những tấm pin đã được lên sàn rất là đẹp. Đây này, hướng nắng này, hướng nắng mặt trời. Không hề bị che bóng. Đó. Tí nữa tôi sẽ xuống bên dưới, tôi sẽ quay cho các bạn xem cái dàn pin, cái hệ thống DJ. Tôi DJ như thế nào. Đây là đầu này là 11 tấm này. Sải băng từ đầu này đến đầu kia. Và đầu từ đây đến đây là 3 tấm, nó là tổng cộng là 6 tấm. À đây là bên dưới dàn pin các bạn này. Đầu kia là các bạn quần 2 này. View sông Sài Gòn là Landmark 81. Thấy giờ các bạn thấy cao không? Và nhà rất là cao. Đấy, bên dưới tấm dàn pin này là hệ thống khung dàn và giá đỡ cái kẹp. À, những cái mối hàn này chúng tôi đã sơn lại rồi, rất là cẩn thận để vì tránh những trường hợp nó bị oxy hóa theo thời gian. Đây. Đó là để đi dây, tôi đi dây cột lại rất là gọn gàng. Đấy. Cái này có thể thay được mái che nhé. Mái che là tấm pin kín nước này, có video tôi hướng dẫn, tôi hướng dẫn thi công tấm pin kín nước rồi. Thì cái này nếu các bạn test silicone vào ấy, thì gia đình nào mà có mái hiên này, thì các bạn có thể là test silicone vào để chống thấm và từ đó mà tạo nên thay thế cái mái che. Mái tôn bây giờ nó cũng đắt tiền, lắp tấm pin này vừa tạo ra điện này, vừa có thể che nắng che mưa. Mà cái tấm này nó hấp thụ nhiệt tốt hơn cái tấm mái tôn kia. Đó. Đó là bên dưới của dàn pin. Các bạn nhé. Có thể đi dây chưa được gọn gàng lắm nhưng mà chấp nhận được. Tại vì dây này cũng dài. Hòa lưới thành công. Đó. Sau là một cái chung cư nhưng mà nó không bị che bóng. Đấy, thì lần trước mà tôi khi mà tôi đến gặp chủ nhà thì anh ấy bảo rằng là lần trước anh có các bạn đội khác đã đến đây khảo sát nhưng mà họ sợ là dàn pin bị đổ bóng cho nên là họ không lắp. Tôi nói rằng là các bạn đấy không biết nhiều về kỹ thuật rồi cho nên là các bạn phải quan sát cái hướng nắng và phải đo nếu mà không có la bàn thì phải quan sát hướng nắng, còn có la bàn thì có thể đo la bàn hoặc theo dõi mặt trời. Khi mà các bạn đi khảo sát công trình ấy thì hãy khảo sát vào hai khung giờ, một là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, hai là khoảng 4 giờ chiều thì chúng ta sẽ thấy được cái bóng mặt trời nó đổ bóng về hướng nào. Bóng mặt trời đổ về hướng nào thì để xem vị trí lắp đặt dàn pin nó có bị đổ bóng hay không, có bị che bóng không. Nếu mà che quá nhiều thì chúng ta không nên lắp đặt cho khách hàng và tư vấn họ. Để ví dụ nha, thì như đằng sau đây có một cái nhà này. Đây, cái nhà này đằng sau này nhà mái đổ này. Vì bây giờ là che hết rồi, bây giờ tầm 3 rưỡi 4 giờ chiều rồi, che hết. Do đó là chúng ta không nên lắp đặt cho những cái gia đình như vậy, mang tiếng không đạt hiệu suất nhé. Các bạn hãy theo dõi cái video của tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn một cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.